Những đức thấy à, hàng cư sĩ chúng ta bây giờ à, lập đạo vàng trên không chung tu tập và à, những vị cư sĩ có nhân duyên à, rủ những người già, những người có thời gian và những người có duyên với pháp môn tịnh độ để chúng ta Một là ở những ngôi chùa đủ duyên ví như chùa bồ đề đó. anh hùng nữa tập trung người số người để thu tập hoặc là những gia đình mười người hai chục người từng nhóm người chia ra những ngày thứ bảy chủ nhật chúng ta gia đình mình có điều kiện hoặc tập trung lại hoặc kết hợp lại Ừ, trong nhà mình có cái phòng ví dụ như gắn một hai chiếc máy lạnh ừ, khi à, tu tập cho các cụ tu rồi đại chúng tu lễ phật được mát mẻ thật sự cái này mình làm là mình à, nhìn nhận được cái công đức niệm phật vô lượng quý vị niệm phật một câu phước sanh vô lượng mà lễ phật một lễ tội diệt hà sa thì biết rằng một ngôi chùa mà chỉ cần tin với môn tịnh độ này dù là một ngôi chùa nhỏ thôi nhưng mà nếu để cho người ta niệm phật người ta tu tập niệm phật này khoảng thời gian nào thôi chùa tự nhiên thay đổi cái nơi nào niệm phật là nơi đó sẽ có sự thay đổi rất là lớn nhất kỹ nhưng mà cái chỗ đặc biệt nhất là không vì danh lợi vì tất cả chúng sanh có một tình niệm phật này hay lắm quý vị và cái cách này là cái cách thời đại 4.0 này hay. Nghĩa là không cần phải đi đâu xa. Tại gia đình và mỗi đậu tràng. Khi tu tập xong. Hỏi những người trong đậu tràng đó. Những người nào có điện thoại. Cài zoom cho người ta. Để ngày thường người ta ở nhà người ta thu được. Và thứ bảy chủ nhật hay là ngày lễ viết quan âm. Chúng ta tập trung địa điểm nào phù hợp đủ gì ví dụ như anh Hùng đồ này... có những đậu tràng niệm Phật, có chùa Bồ Đề, ví dụ như uh, phát động lên chương trình ví dụ như uh, mỗi tối thứ bảy, 12 hai giờ khuya nếu sắp xếp được, nếu tu tập được, ai là có khả năng thức được, mình cùng tu cầu an cho người còn sống, cầu siêu cho người đã chết. Nghĩa là cái việc niệm Phật tu hành này nó quan trọng. Và lây quay tới lễ vía uh, Bồ Tát Quán Thế Âm, địa điểm chỗ nào Ví dụ như Đạo tràng chúng ta tập trung lại chỗ đó Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm Hai ngày Vì hôm như Đức thông báo chỉ có 1 ngày Nhưng mà coi lịch lại thì ngày Chủ Nhật là ngày 18 Và Ngày thứ hai là ngày 19 Nên chúng ta lễ hai ngày những ngày đó chúng ta cũng tu tập bốn thờ bình thường gì rồi tối mình lễ bồ tát quán thế âm khoảng cỡ nói chuyện chút khoảng 7 giờ mình lễ quan âm bồ tát nghĩa là thời gian đi làm được về được hết rồi đó. Nó là những đứa nói chuyện một chút. Rồi xong trước thời gian nói chuyện một chút. Xong lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 500 danh hiệu. Ngay ngày Chủ Nhật của ngày 18 buổi tối. Âm lịch. Xong thì lễ Quán Âm xong khoảng cho những đứa nghĩ chắc khoảng cỡ 10 giờ đổ lại là xong. Lễ với Bồ Tát Quán Thế Âm. Nó rồi ngày 19 thứ hai buổi tối nó cũng lễ Quán Âm như vậy. Nên từ nơi đó mà tất cả những người trưởng đoàn hay là những vị cư sĩ có thể dẫn dắt những người già cho người ta được tu tập tại gia đình mình rộng rộng một chút ví dụ như có một cái phòng gì đó gắn một chiếc máy lạnh cho người ta tu tập cho người ta mát xong người ta tu tập xong còn đãi cơm cho người ta ăn nữa chứ không cái này dám đầu tư thiệt nha như đức nói thiệt giống như quảng tâm bình định rồi đó từ đó nó rủ mấy bà cụ rồi ha Lợi để mà mình tu tập đồ rồi có nhiều đứa bé gái nhỏ nhỏ thấy lễ vật rồi cũng giỏi ừ, bé gái nhỏ nhỏ đều. lễ vật trong gia đình rồi mấy người bốn năm người đều. thứ bảy chủ nhật sắp xếp được mà nghỉ học đồ các cháu nhỏ lên lễ vật cái công đức lễ vật thù thắng lắm như vậy đâu Cho nên những đức nói bây giờ hàng cư sĩ mình mà đủ duyên mà phát động chương trình tu từng gia đình để biết giờ này thôi tu mà cũng khoảng 800 người tu ừ. hai trang của mình gom lại như đó nên từ nơi đó mà cái đạo tràng này quá thù thắng thật sự thật sự quá thù thắng bây giờ ở đâu mà mà xây ngôi chùa mà 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 nó dễ tí tìm được mà 200 người tu mỗi thờ đúng không có không dễ tìm nữa. chứ đừng nói chi mà một cái đạo tràng trên không chung à, lập ra nửa tiếng đồng hồ thôi mà như cái đầu tràng 1 của mình là thời sáng tối là ngàn là kín đó. Còn như giờ này đều là ví dụ như 6 700 nè. Rồi cái đậu tràng 2 thì cũng sáng tối là nó lên khoảng gần 800 à. Nó mà mới có hai tầng hơn 2 tầng thôi mà lên cũng gần 800 người. Bây giờ tiếp tục mua cái đậu tràng 3 đó. Nó xây cái đầu tràng 3 trên không trung. Đó lay quay tới đầu tràng 3 nữa. Nên quý vị thấy rằng là cái phát động chương trình tu tập này Từng gia đình Như những ngày xưa nhà Đức đã từng Có cái nguyện là Tịnh độ với cấm từng nhà Về sau mới thật sự thù thắng Có nghĩa là tập trung đông người Chỉ giới thiệu tịnh độ thôi Giới thiệu tịnh độ thôi Nhưng mà nó một ngày nào thôi Nhưng mà tịnh độ cấm từng nhà là Mỗi gia đình một hai người tu tập Bây giờ thì những Đức thấy là rất nhiều á Rất nhiều những anh chị cư sĩ mà lập đậu chàng tại gia đình những người già đồ người ta có thời gian rủ người ta lỡ để cho người ta tu nếu bữa, bữa nào mình tu không được thì mình sắp xếp cho người ta tu người già nó có thời gian những đứa nó thật sự nghe nếu mà rảnh thời gian đi chở như người già lấy xe lấy xe đạp chở ra đi chở mấy người già tôi nghiệp họ mình mà thương người già vì cái phước mình lớn lắm nghe đối với người già mình thương họ thí dụ như mà dám đầu tư không có giỡn đâu tại vì họ niệm phật mà những đức đã từng coi đậu tràng chùa chiền những đức đầu tư cái chuyện này người mà đến niệm phật là những đức lo cho ăn uống đồ nhiệt tình lắm nó thiệt mà ngộ lắm mình lo nhiệt tình là không có thiếu tại vì ta thấy mình lo nhiệt tình người ta cũng cùng chung tay mình lo chứ nên từ nơi đó mà nó hay lắm chứ không có chuyện giỡn đâu nên à, à, mấy bà cụ già là niệm phật xong phan à, ly cà phê cho bố, Chà <laughs> nấu đồ ăn rồi cho bà ăn cụ già mà tội nghiệp với bà cụ nghe không mà người già rảnh cho trẻ trẻ mà tu được mấy thời gian đâu nó mấy cụ già lấy xe đạp đồ xe lôi đồ có xe hơi thì chở bà lại chở lại để cho bà tu nó nên tập trung người lớn tuổi vậy cho người ta tu hành nên những đức nói là đạo tràng này thứ bảy chủ nhật ngày thường thì từng gia đình từng gia đình từng gia đình ai tập trung gì một chỗ được tập trung còn riêng thứ bảy, chủ nhật thứ bảy thì hết Chủ nhật thì đâu Chủ nhật là ở đầu là bao nhiêu Cái người dưỡng đòn nè lúc trước giờ Rồi những nhiều cư sĩ ta tập trung gia đình 10 người, 20 người, 15 người, 5 người 7 người tập trung, tập trung, tập trung Tu tập xong một thờ Buổi sáng xong Cái bắt đầu là mình ăn uống gì chút xíu Nó nói đó cũng là một cái niềm vui nhân sinh Đặc biệt vô cùng Nhưng mà mình duy trì được cái chuyên tu niệm Phật của mình Mình duy trì được cái chuyên niệm Phật luôn những đức á, thì chuyên niệm Phật một câu Phật hiệu niệm đến cùng rồi. Quyết chí đời này bây giờ thế giới cực lạc. Nên như đức từng nói rằng là cuộc đời những đức hiện tướng gì những đức cũng tiếp tục khi người niệm Phật. Cái này là những đức hồi đó giờ nói hoài. Hồi đó mà cái lúc mà bình thường những đức thường nói rằng á no. sau này mà những đức gặp sự cố gì đi chăng nữa những đức cũng niệm phật cho quý vị nói bây giờ nói sự cố thiệt lúc đó nhiều người nói là, thầy ơi bây giờ chùa nó thịnh đi ghê mà cứ nói sự cố sự cố hoài mình biết cái cõi này nó lên cao cỡ nào nó cũng rớt xuống quý vị không mà nó rớt ở đâu mình cũng niệm phật Nà, nó rớt ở đâu mình cũng niệm phật thôi kệ đi rớt ở đâu mình cũng đời này phải niệm phật đi về thế giới cực lạc chứ bây giờ mà nói về mà ở cõi này mà mà ai mà ở hoài tồn tại đâu quý vị cái niềm vui gì ở cõi này đi chăng nữa hạnh phúc gì đi chăng nữa giàu sang gì đẹp gì đi chăng nữa nhưng mà cũng thời gian ngắn bây giờ mình coi có nhiều người ở đây nè mà lúc trước còn trẻ cũng đẹp dữ lắm chứ dẫn đâu Nhưng mà nhiều nhiều người bây giờ mình cũng già đó Từ từ mình già đó nhiều nhiều cô hồi xưa mình trẻ Mình đẹp lắm giỡn đâu Mà giờ soi gương mà lớn tuổi tới coi Nhìn già từ từ có gì nữa nó, Chứ không phải giỡn đâu Từ từ nó già đó nó, Rồi mình nên thấy rằng cái vô thường đến thấy chưa bây giờ mình phải lo niệm Phật Chỉ có thế giới cực lạc thôi Thế giới cực lạc mới trẻ hoài và đẹp hoài Và và sống bình an hạnh phúc hoài còn cái cõi này là rất rất vô thường nghe Đó Mình còn ngồi đây niệm Phật á Nhiều người người ta phải chịu khổ gì lũ lụt đồ bão tố đồ đó Nghe không giống như một, một cơn bão mà nó bên nó xuất hiện bên Mỹ mà thấy kinh khủng chưa nhiều nước trên thế giới nước mình rồi thấy không bởi vì mình mà cái nơi niệm phật mình còn ngồi để bình yên nên mình phải cố gắng tu tập mình cầu nguyện cho người ta chỉ cần mình có cái tâm gì thôi là mình cũng có phước đức rồi thôi chứ không phải giỡn đâu những đức thấy rõ ràng những đức làm nhiều việc gì mà nó rớt một cái đó, xuống tặng ở dưới đất luôn từ trên cao rớt xuống đó. nhưng mà nó nó hồi phục cái tâm nhanh là nhờ niệm phật đó nghe quý vị nhờ niệm phật có thấy không tiếp tục mình thấy mình thấy phật ai đà thương mình chưa lúc làm người xuất gia thì đủ duyên cũng hướng dẫn người ta niệm phật quá trời đâu có cái tâm đó khi làm cư sĩ tự nhiên đùng cái tự nhiên in cái tự nhiên quý vị thấy đạo tràng không chung thấy rõ ràng chưa đó. Cái này là mình thấy rõ ràng Phật không phụ người có tâm quý vị Mình có tâm Có tấm lòng Thì tự nhiên Phật sắp xếp cho mình có cơ hội Nên cuộc đời của người mình Ai trong cuộc đời này Không ai mà không có cái sai đâu quý vị Nhưng cái quan trọng của chúng ta là Chúng ta phải chăng thật biết quay đầu Và viết niệm Phật Đời này phải về thế giới cực lạc thôi Nên Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân này nói một câu Cái pháp môn tịnh độ này Là tất cả chúng sanh đều có cơ hội giảng sách vì ngay chỗ nào Vì chúng sanh chúng ta đa phần sai nhiều Đúng ít Học Học thức Thì ít Mà ít học thì nhiều Thấy chưa Người giàu ít Người nghèo nhiều Nên cái pháp môn tịnh độ này Quý vị biết rằng là Cái pháp nhị thừa Nên hạng căn tính nào cũng có thể Tin và tu được thành công Thí dụ như giờ nguyên đậu chàng của anh Hùng đi Nhiều bà cụ già này bây giờ mà kêu bá mà Mà tu cái pháp khác sao bà tu được Mà giờ này mà bắt chú đệ bi lên cho bà tụng đi Mình mình thì chì chứ bà đi Bà đọc theo không kịp với mình chứ không có giỡn đâu Nhưng mà ngồi niệm Phật thì bà niệm được Lễ Phật thì bà lễ được Phải không Nên cái pháp môn tịnh độ này rất là hay Nên tất cả những người mà mình có Cái tâm về tu tịnh độ này Mình chăng thật mình đem pháp môn tịnh độ này mình giới thiệu nghĩa là mình chắc thật mình đem phúc âm tình đồ giới thiệu như mấy đứa nít mà nó ngon ngon ngồi nó nó nó, nó 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 nó, niệm vật nó lễ vật được mà thấy nhiều đứa nhỏ nít nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ mà công nhận thiện viên đặc biệt vậy thì mình thấy rằng rất là hay rồi bây giờ được cái râm này nữa tại gia đình của mình tại nhà của mình như anh hùng thấy rõ ràng không tại nhà của mình thấy không hai à, hai cha con rồi vợ con đồ tu tập được hết chứ thấy chưa mà cất có công nhận cái thời đại 4.0 này mà cái râm này là hay công nhận là quá đặc biệt nó chào ba nùng luôn ông cụ ông niệm phật ông tu tập luôn siêng năng ông tu tập chào nguyên đậu tràng luôn ha không đó, nên mấy bà cụ cấp trước chắc có vô chùa mấy cụ có vô chùa đó nghe nên từ nơi đó mà những đức nó thật sự trong lòng những đức mà thương người mà thương nhiều nhất là mấy bà cụ già diễn nít nít mình gầy dựng mình thương các cháu nên những đức rất là thương nít người già nhất là những người già là những đức rất là thương nên những đức mong rằng bây giờ những đức ở một chỗ nào đó những đức tu tập nhưng mà mong rằng tất cả cư sĩ có cái tấm lòng giúp những người già cho họ biết niệm phật vì những đức nuôi nhiều người già những đức kinh nghiệm dữ lắm tới khi già rồi mà không biết niệm phật khổ dữ lắm Thật sự mà nói những đức đến một cái nơi đó những đức ở gần nhà có có người bị, bị đột quỷ chết sáu mươi mấy tuổi vậy. Đó. họ thấy nghe nói đi vô nhà vệ sinh tắm tắm xong cái tự nhiên quỵ chóng chết queo luôn phải không nó quỵ chết luôn chết xong gia đình người ta báo cho uh, công an đồ biết trong lợi người ta khám nghiệm tử thi đồ này nọ phải không dù như ta không biết niệm phật gì chứ nó cơn vô thường đến bất tử mình thấy một đời người lo đủ chuyện rồi đủ thứ cách tranh giành nhưng khi cơn vô thường đến một cái tự nhiên mất đắc kỳ tử chết queo đa bằng cái chết đi đi đỏ chứ không phải chuyện dẫn đâu Thấy không nên mình mỗi người mà biết niệm phật là quý lắm nên những người trẻ mà thương người già con cái mà biết niệm phật khuyên cha mẹ niệm phật rồi tu tập xong mà nghe gì họ cũng nhận thức lại gần hết cuộc đời tuổi già Bây giờ thật sự nó lo đủ chuyện hết chứ Mà có nhiều người già mà tới tuổi già rồi Có khi con cái không phụng dưỡng Đó cũng là số phận của mình Số phận của mình Bản thân mình vậy, bản thân mình cũng có bù gì Nhưng mà mình phải biết niệm Phật kìa Có nhiều người mình cả đời lo cho con cái Gia đình Vậy mà tới tuổi già khi con nó lo cho con Nó Đâu có thời gian đâu lo cho mình Nếu mà già mà không biết niệm Phật là buồn lắm á nên họ nhờ nghe nói chuyện Phật pháp đồ họ cỡ mở tâm tư nên mình dẫn họ lại cái chỗ tu mà nghe nói chuyện đồ nhắc nhở cỡ mở tâm tư mà phương pháp lễ Phật này giúp cho họ rất là khỏe hoặc những người bị ung thư bệnh đau buồn chán rồi đó chỉ người ta niệm Phật chỉ người ta niệm Phật ta cỡ mở tâm tư buồn thì mình cũng phải sống vui mình cũng phải sống thôi mình vui sống đại đi như bản thân những đức bây giờ nếu mà buồn như đức cũng phải sống thôi bây giờ vui sống phức cho rồi hướng dẫn ta tu nó có ý nghĩa chứ giờ ngày nào như thế cũng lên buồn sao hướng dẫn vì tu được hiểu không nên á mình thấy có nhiều người ta chết bất tử trước mặt mình mình nhìn thấy nhắc mình phải xiên niệm phật thôi thật sự phải xiên niệm phật thôi ở cõi này nó chết bất tử nó chết kỳ cục lắm nó có khi đang khỏe sỏi rồi đó mà muốn chết chết à nó giỡn đâu nó có nghe đang đi, đi 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 tự nhiên tự nhiên té cái tự nhiên cái cứng đờ giống như nó bị tai biến như cứng đơ không không nhúc nhích gì được miệng mồm miệng méo bồn bình chứ vì thấy có mà nhiều người tự nhiên đang khỏe re tự nhiên té cái miệng méo mắt trần tay chân gì quẹo chứ thấy chưa nó nhưng mà thường mấy người bị tai biến bắt chợt Vì họ nóng tính dữ lắm nên mình tu mình nhắc mình vô thường trước đi tại vì họ thấy họ nói sao kỳ mới khỏe ở đây bây giờ tự nhiên bây giờ tai biến gì nó tức rồi bây giờ ăn cơm bớt bớ cơm cũng được Đút cơm tự ăn cũng không được Nhờ người ta Rồi tắm rửa vệ sinh cũng không được Tức Nên thường người bị tai biến họ săn si dữ lắm Khó chịu lắm Nhưng mà nếu những người này nghe Phật Pháp thì họ đỡ Chứ nếu mà họ săn si khó chịu Mà đến khi họ chết đi Đó Chứ không phải chị dẫn đâu à, Nên mình á Nhờ nghe Phật Pháp mình nhắc nhở mình Để cỡ mở tâm tư quý vị Giàu nghèo gì cũng nên niệm Phật Ngày Chủ Nhật Thứ Bảy này vô Cộng Tu đó còn mỗi ngày thường gia đình cứ như vậy mà niệm phật con chiếc điện thoại là tu được rồi con cháu nên mua cho cha mẹ cái chiếc điện thoại nào chỉ rung thôi bấm rung lên tu thôi à, à. nó nhiều bà cụ già bà giỏi lắm nghe giỏi hơn như đích thấy bà cụ già cứ cầm điện thoại phải làm nè vuốt vuốt li lịa chứ con nhậu bà cụ già bà giỏi ghê chạy cầm điện thoại vuốt vuốt li lịa chứ nghe ừ nó no, nên từ nơi đó mà, vuốt xong cái mắt ba mờ mờ ra đưa cái mặt qua sát chiếc điện thoại và nhìn và kiếm những đức, thấy nhiều bà cụ già tôi nghiệp ghét nên từ nơi đó mà mình thật sự mà nói mình nên giúp cho người già viết niệm phật hay vậy lắm còn mấy người trẻ trẻ nè mà chồng mà đi làm ở nhà rảnh lễ phật thờ mấy cái cô sồn với trẻ này mà hay lên tu mấy chưa tu giết à, vui mà đi vô trong cái room này vui nghe toàn là bạn đồng tu không à vô với từ từ làm bạn với nhau ví dụ như cô thủy làm bạn với cô cô chẳng gì phúc an gì đó thấy không tệ thương đủ làm bạn khi tu xong rồi mới bạn ngồi với bà cừ được phát tay rồi giơ tay rồi vui vậy à ừ thà mình nó thật sự mình quen bạn đồng tu mất cho rồi đi ví dụ như quảng tâm bình định đồ này kia rồi mấy bà cụ rồi phải vui thế ghê chứ nó no gọi ví dụ như là anh phúc tập trung với bà cụ tu xong bắt đầu là ngồi chơi nói chuyện được cho mấy bà già chơi kể chuyện cho bà nghe cho bà cừ chống cho bà cừ được cho bà vui nó vậy đó mình vậy mà mình có phước ở trong cái chuyện dẫn đâu nên thà mình vô đây mình quen bạn đồng tu cũng đi hay bà minh hiền rồi đó nó không diệu âm diệu phổ đồ vô đây quen bạn đồng tu không à tự nhiên bạn mình sau này toàn là bạn tu không quý vị bạn tu không thì nó hỗ trợ mình tu còn bây giờ mà ví dụ như bây giờ như ngày xưa như đứa ngoài đời bạn đứa bạn nhậu thì rủ như đứa đi nhậu thấy không bây giờ bây giờ biết tu rồi bạn niệm phật thì đủ mình vô đây niệm phật à Đã nên nhận đức nó mới bị đi vô đây là vô cái gia đình niệm phật nè vô đại cái gia đình niệm phật này chứ không phải chuyện giỡn đâu mà đại gia đình này đông lắm á mới bị buốt tới bút lui vì coi ai đủ duyên kết bạn kết bạn bốn phương niệm phật thấy <laughs> chưa dù không gặp nhau không ngồi chơi chung nhưng mà thật sự y gan sát mình chúng ta dù là giờ mỗi người ở phương xa rồi nghe anh hùng nhưng tâm mình đều hướng về ai với đà phật lấy ai với đà Phật làm thầy đi nên từ hôm nay đừng có lấy ai làm thầy lấy ai với đà Phật làm thầy á lấy ai với Đạo Phật làm thầy sẽ không bao giờ mình á mình sẽ bị thất vọng đâu cũng không có ai mà nói thị phi gì mà mình 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 bị bị dao động chứ á chúng ta đều là phàm phu tội lỗi nè lấy ai với đà Phật làm thầy đi nương ai với Đạo Phật để niệm Phật đời này cầu sanh cực lạc Đó nên những đức tu tập xong ngồi nói chuyện với vị vì cái pháp môn tịnh độ này quá tù thắng Nhân Đức từ bây giờ cho đến khi chết đi Dù cỡ nào Nhân Đức cũng đem tình độ này giới thiệu chân thật đem cái môn tình độ này giới thiệu Còn mình ở nhà đối với cha mẹ Anh em mình hãy đem cái tấm lòng tu hành của mình Đến với họ bằng tấm lòng chân thật Đừng có sợ thiệt thòi Anh em ai cũng nuôi cha mẹ Mình nuôi cha mẹ Nghèo cũng nuôi cha mẹ hết mình Thấy không Còn ten cũng bán luôn. Để nuôi cha mẹ Nó tiệt luôn á Nuôi cha mẹ đừng có bao giờ mà 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 sợ tốn tiền Cứ nuôi hết lòng hết dạ đi Cha mẹ còn sống nên cho ăn đi Đừng có đợi chết rồi Mâm cao cổ đầy Chết rồi khỏi cúng cái gì cũng được Chỉ cần niệm Phật cúng là được rồi Rồi cũng thù thắng Nó thiệt luôn á Chứ đừng có còn sống không cho ăn không thăm lơm Mà chết rồi thì khóc Hoặc là mâm cao cổ đầy nó không có ý nghĩa gì đâu Nó thật lòng đó nó Nên quý vị nên sống bằng cả tấm lòng quý vị Không có thiệt thòi đâu nghe Vì cực lạc là không thiệt thòi đâu Thôi chúc quý vị an lạc nha Ai với đào Phật Ai với đào Phật chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc vì ơi ai di Đàm phật ai di Đàm phật ai di đà phật